Vụ bé 3 tuổi bị đinh ghim ở đầu, bàn giao người tình của mẹ cháu bé cho công an Hà Nội. Công an huyện Thạch Thất tiến hành bàn giao người tình của mẹ cháu bé 3 tuổi bị đinh ghim vào đầu cho công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra. Chiều ngày 19 tháng 1, một nguồn tin của VOV.vn cho biết, phòng cảnh sát hình sự, công an thành phố Hà Nội đã nhận bàn giao người có liên quan trong vụ cháu bé 3 tuổi bị đinh ghim vào đầu. Danh tính người đàn ông là Nguyễn Trung Hát, 30 tuổi, trú Thạch Thất, người tình của chị L, mẹ cháu bé. Đồng thời, Công an huyện Thạch Thất cũng tiến hành bàn giao hồ sơ vụ án cho công an thành phố Hà Nội thụ lý, tiếp tục điều tra. Theo một lãnh đạo công an huyện Thạch Thất, Nguyễn Trung Hát, chính là nghi phạm chính trong vụ việc này. Chi tiết vụ án sẽ sớm được công an thành phố Hà Nội thông tin, vị lãnh đạo công an huyện Thạch Thất cho biết, liên quan đến diễn biến vụ việc, cháu DNA 3 tuổi là con thứ ba của vợ chồng anh Nguyễn Hữu Chung 38 tuổi, canh nậu, Thạch Thất, Hà Nội và chị Nguyễn Thị L 27 tuổi, canh nậu, Thạch Thất, Hà Nội. Vợ chồng anh chung kết hôn vào năm 2012, tuy nhiên vào năm 2021 đã ly hôn. Hai cháu đầu sinh sống với bố và ông bà nội tại thôn 2A, xã Canh Nậu, còn cháu DNA ở với mẹ. Phía gia đình bố bé gái 3 tuổi cho biết, sau khi vợ chồng con trai chia tay, họ không biết cháu bé với mẹ ở đâu. Qua tìm hiểu, chị L và cháu A chuyển đến thuê trọ tại một khu nhà trọ trên địa bàn xã Cần Kiệm, Thạch Thất. Người dân xung quanh cho biết chị L và cháu A chuyển về đây từ tháng 9 năm 2021 sau đó có một người đàn ông được xác định là nguyễn trung hát chuyển về ở cùng quá trình chung sống người dân thấy có những lần gia đình này xảy ra cãi vã to tiếng